Thưa quý vị, chiều nay ngày 31 tháng 8 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết số 136 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Lương Tăng Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Khải đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Hội nghị đã công bố quyết định số 925 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 136 của Quốc hội. Hội nghị đã công bố quyết định số 925 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội. Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội được ban hành vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, quy định về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố, thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin và truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Điểm nổi bật trong các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội dành cho Đà Nẵng chính là việc cho phép thí điểm thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu. Cùng với đó là chính sách về thu hút phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo cũng là điểm nhấn quan trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, truyền thống lịch sử, cách mạng hào hùng của thành phố Đà Nẵng. Từ nay đến thời điểm hiệu lực của nghị quyết là ngày 1 tháng 1 năm 2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành Đà Nẵng phải quyết liệt vào cuộc, phối hợp hình thành cơ sở pháp lý, văn bản giấy tờ ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực. Ban chỉ đạo khẩn trương tổ chức phiên họp đầu tiên để phân công nhiệm vụ của các thành viên. Bộ máy rồi con người thế nào cho nó phù hợp, để nó đủ sức gánh vác cái nhiệm vụ, những cái cơ chế chính sách mà được Đảng Nhà nước ban hành. Rồi vấn đề thứ hai là phải tự tin, bản lĩnh, rồi tự lực tự cường sáng tạo để mà phát huy tối đa cái tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh này. Và cái thứ ba là cái cách huy động nguồn lực thế nào, về nguồn lực con người, về vật chất, về thể chế, rồi về cái quản trị như thế nào. Cùng với giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm, Thủ tướng khẳng định nghị quyết 136 không chỉ có Đà Nẵng làm mà các bộ ngành trung ương, địa phương phải phối hợp chặt chẽ để cùng Đà Nẵng làm. Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ra soát những nhiệm vụ quy định trong nghị quyết 136. Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, bến Nhà Rồng quận 4, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và đất nước. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, đồng thời nguyện tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển nhanh bền vững. Đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, tấm gương cần kiệm liêm chính, hết lòng phục vụ cách mạng nhân dân, người đã góp phần to lớn trong phong trào đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới. Thưa quý vị, thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm tăng 12,4%. Cũng trong 8 tháng năm nay thì xuất khẩu rau quả ước đạt 4,63 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Bộ Tài chính cho biết nếu không kể yếu tố chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất thì thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm nay tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thu nội địa tăng gần 19%, thu từ dầu thô ước giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo tính toán của Bộ Tài chính, thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng làm giảm số thu thuế 8 tháng đầu năm khoảng 12.000 tỷ đồng.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15 tháng 8, Việt Nam chi 5,5 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu 8,7 triệu tấn dầu thô từ các thị trường, tăng lần lượt 25% về lượng và 20% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá dầu thô nhập khẩu trung bình đạt 631,2 đô la Mỹ một tấn. Về thị trường, Việt Nam nhập khẩu dầu thô từ 3 thị trường chính, bao gồm Brunei, Kuwait và Nigeria. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả ước đạt 4,63 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch 2,93 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 64% trong tổng thị phần xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Tiếp đến là Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Đáng chú ý, Thái Lan đã vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách các thị trường nhập khẩu rau quả từ Việt Nam. Trong 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Thái Lan tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ một nước kém phát triển về nông nghiệp phải nhập khẩu lương thực, thì Việt Nam hiện nay đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng đầu thế giới với tổng kim ngạch đạt trên 53 tỷ đô la Mỹ năm 2023, tiếp cận đến trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để đạt được kết quả đó thì có sự đóng góp không nhỏ từ việc xây dựng hệ thống sản xuất, thương hiệu cũng như là quản lý chất lượng nông lâm thủy sản. Trung bình mỗi tháng, cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 80.000 gói bánh dừa nướng. Từng lát bánh được sản xuất ở đây là kết quả của sự liên kết các nguồn nguyên liệu như bột gạo, bột nếp, mè của Đà Nẵng, trái dừa từ xứ dừa Tam Quang ở Bình Định, đường của Quảng Ngãi để tạo nên sản phẩm và đưa ra thị trường. Sản phẩm mà là có rất nhiều người biết tới, gần như khách du lịch đi tới Đà Nẵng đều mua nó làm quà. Thì đâu đó chúng tôi cảm thấy có niềm tin và cũng rất tự hào với cái sản phẩm làm hoàn toàn từ cái nông sản Việt Nam như thế này. Còn với lĩnh vực thủy sản, hiện Việt Nam là quốc gia thuộc nhóm 1 của EU về an toàn thực phẩm, được phép xuất khẩu vào thị trường EU với 513 doanh nghiệp. Để đáp ứng các yêu cầu của EU và các tổ chức khác, công tác kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến xuất khẩu thủy sản theo quy định của Việt Nam và yêu cầu của thị trường xuất nhập khẩu đã được quan tâm. Chế biến và phát triển thị trường thì cái này là cái mục tiêu cũng rất là phù hợp với lại doanh nghiệp, phù hợp với cái xu hướng phát triển của thị trường cũng như là của các doanh nghiệp, và nhất là hiện tại bây giờ thì thị trường mở rộng ra toàn cầu. Tư duy sản xuất nông nghiệp đang thay đổi liên tục, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Việt Nam đổi mới không ngừng để đáp ứng yêu cầu hội nhập phát triển của đất nước. Trong thời gian tới, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, phát huy truyền thống thành tựu của hệ thống, những người làm việc trong hệ thống NAFI sẽ cố gắng để hoàn thành xuất sắc tầm nhìn định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác chất lượng nông lâm thủy sản. Nâng cao quản lý, bảo đảm chất lượng nguồn thực phẩm, nông sản Việt đang ngày càng mở rộng xuất khẩu, định danh trên toàn cầu. Số sản phẩm doanh nghiệp được xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu cao về an toàn thực phẩm ngày càng nhiều, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu gia tăng nhanh chóng. 7 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đã tăng 9,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 60 địa phương và chỉ giảm ở 3 địa phương trên cả nước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành chủ lực của công nghiệp nước ta tiếp tục đạt tăng trưởng rõ nét hơn 12% trong 3 tháng liên tiếp. Thưa quý vị, tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm 2023, sản xuất công nghiệp quý 3 năm 2024 tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực. Nhiều ngành quan trọng thuộc công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút nhiều lao động và có kết quả sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như là ngành điện, điện tử, ngành gỗ và sản phẩm gỗ, ngành dệt, may, da giày. Vâng, sản xuất công nghiệp hiện đã tăng trưởng trên diện rộng ở hầu hết các địa phương trên cả nước, đặc biệt là các địa phương có vai trò trọng điểm trong phát triển công nghiệp. Năng lực sản xuất của các doanh nghiệp công nghiệp trong nước đã khôi phục rất tích cực và sẵn sàng để tận dụng những cơ hội tiếp cận các thị trường mới trong thời gian tới. Đây là đơn vị chuyên sản xuất lắp ráp các sản phẩm thiết bị công nghiệp. Đơn vị hiện đã cung ứng sản phẩm hút bụi, xử lý khí thải cho nhiều tập đoàn trong và ngoài nước. Năm 2024, nhờ đẩy mạnh cải tiến công nghiệp, tận dụng cơ hội từ sự phục hồi của các thị trường chủ lực, doanh thu của doanh nghiệp đã tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ. Cùng kỳ năm nay so với năm ngoái thì là chúng tôi đã có tăng trưởng gấp đôi so với năm ngoái. Vì là bên tôi cũng đã có thay đổi chính sách về khách hàng là một, thứ hai là về các sản phẩm. Chúng tôi cũng phải đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ để đảm bảo sản phẩm được hoàn chỉnh tối đa nhất. Kèm theo đó là tối ưu về chi phí để giá thành sản phẩm tốt hơn thì sẽ đáp ứng được thị trường hiện tại.
Tổng cục Thống kê cho biết, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã tăng trưởng trên 12% trong 3 tháng liên tiếp. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực cũng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như thép thanh, thép góc tăng 31,4%, thép cán tăng 17,8%, vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 17%, linh kiện điện thoại tăng 11,7%. Nguyên nhân thứ nhất là hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ của chính phủ, các chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ trong giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm. Nguyên nhân thứ hai là kết quả thu hút giải ngân vốn FDI khả quan giúp tăng thêm năng lực cho sản xuất trong nước. Và nguyên nhân thứ ba là chính phủ và các bộ ngành địa phương đã đồng hành cùng các hiệp hội doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tận dụng tốt các cơ hội mang lại từ các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Nhà nước đã có những chính sách về tăng lương, những cái chính sách về những cái thức giảm miễn thuế hoặc là cho nộp thuế chậm, đất đai chậm. Thì hy vọng rằng là trong cái cuối năm 2024 thì nền kinh tế nói chung sẽ phục hồi, và đi theo đó thì các doanh nghiệp sẽ phục hồi và doanh nghiệp logistics sẽ phục hồi theo. Xuất khẩu ngành điện tử đã quay trở lại, thì sức tăng trưởng là 11% so với cùng kỳ năm trước, và giá trị tuyệt đối của xuất khẩu điện tử là 30,8 tỷ đô la Mỹ, là chiếm tỷ trọng 31,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Và một cái con số mà đáng ghi nhận nữa là trong đó là xuất siêu của điện tử là 4,2 tỷ đô la Mỹ, và đóng góp giá trị rất là có giá trị trong cái đảm bảo cân đối ngoại tệ. Theo báo cáo từ S&P Global, chỉ số nhà quản trị mua hàng tháng 7 năm 2024, ngành sản xuất đạt 54,7 điểm, tăng 4 tháng liên tục và là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2018. Sự cải thiện đáng kể được ghi nhận ở tất cả các lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng, hàng hóa trung gian và hàng hóa đầu tư cơ bản. Điều này cho thấy lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã nối tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ của các quý đầu năm, làm tăng thêm sự lạc quan rằng chúng ta đang bắt đầu một giai đoạn tăng trưởng tốt, giúp thúc đẩy nền kinh tế tiến về phía trước. Trên thực tế, thì bức tranh sản xuất công nghiệp Việt Nam dù đang thể hiện sự phục hồi, tăng trưởng nhưng chưa có sự đồng đều ở nhiều lĩnh vực. Sức khỏe của các ngành sản xuất công nghiệp trong nước vẫn còn yếu, những điểm nghẽn của sản xuất công nghiệp trong thời gian vừa qua chưa được khắc phục một cách hiệu quả. Đồng thời, nền sản xuất còn phụ thuộc lớn vào các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là các khu vực FDI. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Nhìn thấy rằng là cái khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng vẫn tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên cái sự phục hồi của nó chủ yếu là gắn với cái tăng trưởng xuất khẩu. Và điều đó có nghĩa rằng là sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam ta, đặc biệt là khu vực sản xuất công nghiệp, công nghiệp chế biến cho đến nay vẫn phụ thuộc vào bên ngoài là chủ yếu. Và như vậy thì cái khu vực doanh nghiệp FDI vẫn là cái khu vực được hưởng lợi nhiều nhất. Mà có nhà nước hỗ trợ thì là một cái cơ hội tốt cho những doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta, bởi vì những cái doanh nghiệp FDI khi họ sang đây họ thường đi theo những cái chuỗi cung của họ. Thế nếu mà chúng ta có những cái chương trình hỗ trợ làm sao để mà giúp cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ bước chân vào những cái chuỗi cung ứng của các cái đoàn FDI nước ngoài thì là một cơ hội rất lớn để chúng tôi có thể học hỏi từ họ, rồi là tự phát triển để phát triển, và tất cả những cộng đồng doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam có thể phát triển và tiếp cận được những cái khách hàng lớn. Mà chúng tôi cũng rất là mong rất là nhiều những cái chính sách của nhà nước, đặc biệt là cho các cái ngành công nghiệp trọng điểm như là xuất khẩu của điện tử, mà chúng tôi có thể kỳ vọng là có những cái ưu đãi trong cái tiếp cận vay vốn, như là khoanh nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể đủ nguồn lực để phát triển và mở rộng sản xuất, cũng như là đáp ứng khi mà có những cái đơn hàng đến với chúng tôi. Thưa quý vị, kết quả khảo sát các doanh nghiệp cho thấy là khi các đơn hàng phục hồi thì doanh nghiệp lại phải đối mặt với các khó khăn như là về tuyển dụng lao động, nguồn nguyên liệu đầu vào tăng giá, nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, và nhất là với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với khó khăn là do chi phí nguyên vật liệu nhập khẩu tăng cùng với tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng cao, chi phí logistics tăng cao làm giảm tính cạnh tranh về giá của sản phẩm xuất khẩu. Vâng, để thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp trong thời gian tới, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, rà soát các tồn đọng để sớm đưa vào vận hành các công trình dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, dầu khí, công nghiệp chế biến, chế tạo, khoáng sản, đồng thời thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới từ kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt, nhất là trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời và đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, đồng thời triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di rời và sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bố trí lực lượng, vật tư và phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Từ đầu năm đến nay, tại Long An đã xảy ra 12 điểm sạt lở sụt lún với tổng chiều dài gần 2.300 mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị địa phương trong tỉnh cần tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ lòng, bờ sông và bãi sông, đặc biệt là việc xây dựng nhà ở, công trình ven sông và khai thác đất, sỏi trái phép ở lòng sông, làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông. Tập trung ưu tiên cắm biển cảnh báo sạt lở, lập phương án di rời và tổ chức di rời các hộ dân bị ảnh hưởng đang sinh sống tại các khu vực có diễn biến sạt lở, nguy cơ xảy ra sạt lở lớn, xây dựng công trình bảo vệ bờ sông tại những khu vực dân cư tập trung đông, cơ sở hạ tầng quan trọng không thể di rời. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp có dấu hiệu không tuân thủ các quy định về thiết kế mỏ trong hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh. Văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động khai thác của các đơn vị đã được cấp phép khai thác cát sỏi lòng sông, đang sử dụng các thiết bị, phương tiện khai thác có công suất khai thác không phù hợp để lựa chọn thiết bị, phương tiện đúng theo hồ sơ thiết kế khai thác đã được thẩm định, phê duyệt hoặc điều chỉnh công suất khai thác, chế biến khai thác, chế độ khai thác của mỏ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi trên các tuyến sông, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các doanh nghiệp để ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản. Vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành dự án nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng thuộc dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2. Qua đó nâng công suất xử lý nước thải lên 469.000 mét khối một ngày đêm, quy mô lớn nhất cả nước. Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng tại huyện Bình Chánh thuộc dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 11.300 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản chiếm 87%, còn lại là nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Dự án thi công từ năm 2015 đến nay đã hoàn thành với công suất xử lý nước thải 469.000 mét khối trên một ngày đêm, lớn nhất cả nước hiện nay. Cái hệ thống này vận hành đó thì toàn bộ cái nước thải sinh hoạt trong cái khu vực trung tâm thành phố với tổng diện tích là 3.000 hecta với khoảng 3,4 triệu dân sẽ được thu gom đưa về xử lý tại nhà máy này, không xả trực tiếp ra kênh, và như vậy thì cái sự ô nhiễm của dòng kênh Tàu Bến Nghé sẽ được xử lý và màu xanh trên tuyến kênh này sẽ từng bước được khôi phục. Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng vận hành nâng tỷ lệ thu gom xử lý nước thải của thành phố Hồ Chí Minh từ 20,6% lên 40,8% và dự kiến đạt 71,3% vào năm 2015. Sau khi đưa nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc, Thị Nghè với công suất 480.000 mét khối trên một ngày vào hoạt động, đây là những bước cụ thể hóa hai nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện đến năm 2030, đó là thu gom, xử lý 100% lượng nước thải sinh hoạt tại 12 lưu vực thoát nước và thu gom xử lý bằng công nghệ đốt phát điện, tái chế 100% khối lượng rác thải trên địa bàn thành phố. Quốc khánh mùng 2 tháng 9 là ngày lễ lớn của nhân dân cả nước, thế nhưng đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, thì ngày mùng 2 tháng 9 lại có một ý nghĩa to lớn, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Mông. Bởi với họ thì đây là cái Tết lớn nhất trong năm và là dịp để gặp gỡ, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, thể thao, gặp gỡ, trao duyên, tìm bạn đời. Trong chính giữa ngôi nhà, trên cùng khu vực thờ cúng tổ tiên, ông Gia cẩn thận treo di ảnh Bác Hồ cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những việc làm ấy không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, mà còn thể hiện sự biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
Đến mùng 2 tháng 9 thì gia đình tôi chiêu cử Tổ quốc và chiêu hành Bác Hồ. Nhờ có Đảng mà có Bác Hồ và nhân dân thì có độc lập tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay. Theo lời kể của những người cao tuổi, kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đồng bào Mông nơi đây đã coi đây là ngày Tết thứ hai của dân tộc mình. Đến nay đã trở thành ngày hội chung của đồng bào các dân tộc nơi đây và thu hút đông đảo du khách. Tết độc lập được tổ chức tại huyện Than Uyên từ rất lâu rồi. Có nghĩa là cứ đến ngày 2 tháng 9, đến tháng 9 và ngày 2 tháng 9 là bà con nhân dân, các dân tộc trên địa bàn huyện và một số huyện lân cận của tỉnh Yên Bái, tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên, tỉnh Lào Cai tụ họp về huyện Than Uyên để vui chơi cái Tết độc lập, mang cái bản sắc văn hóa của mình để giao lưu giữa các dân tộc với nhau để bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa của các cái dân tộc trên địa bàn huyện. Ngày Tết độc lập trên địa bàn huyện Than Uyên gắn với ngày hội văn hóa thể thao và du lịch được duy trì tổ chức và trở thành một giá trị văn hóa truyền thống mang tính thương hiệu không chỉ đối với huyện Than Uyên mà còn cả tỉnh Lai Châu và vùng Tây Bắc. Từ thương hiệu truyền thống đón Tết độc lập, huyện Than Uyên đã đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Tư tưởng, quan điểm và công tác chỉ đạo của Người về xây dựng, phát triển phong trào thi đua yêu nước luôn là một di sản quý báu, mãi còn nguyên giá trị đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Vâng, khắc ghi lời dạy của Bác trong suốt nhiều năm qua, Công an tỉnh Sơn La nói chung và Công an huyện Yên Châu nói riêng đã thấm nhuần và cụ thể hóa bằng những việc làm hành động thiết thực. Qua đó đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hăng hái thi đua của mỗi cán bộ chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong Công an Sơn La đã đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến quan trọng từ nhận thức thành hành động trên các mặt công tác chiến đấu. Nhờ đó tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định. Huyện biên giới Yên Châu có vị trí đắc địa, giáp danh với nước bạn Lào, cùng tuyến đường quốc lộ 6 qua địa bàn. Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Công an huyện Yên Châu luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm trong mọi công việc được giao. Ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai có bài bản, lộ trình, bước đi cụ thể trong toàn lực lượng và cụ thể hóa nội dung chỉ thị số 05 và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ở nhiều lĩnh vực khác, các cán bộ chiến sĩ Công an Yên Châu căng mình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, dù đêm ngày, mưa nắng, nóng bức hay giá rét, đã góp phần làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông đi vào ổn định, nề nếp. Các đồng chí luôn là lực lượng tuyến đầu để giúp dân phòng chống bão lũ, thu hoạch hoa màu, nông sản, phòng chống dịch bệnh. Và trong niềm vui hân hoan của các lễ hội, lễ Tết, thì những nụ cười của các cán bộ chiến sĩ lại tỏa sáng cùng người dân, dù mồ hôi ướt đẫm, để bảo đảm tốt an ninh trật tự cho nhân dân tham gia các hoạt động vui vẻ, an toàn. Cũng như anh em đồng đội đồng chí luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng công an nhân dân. Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, điều đó được thể hiện qua công việc, qua lối sống, qua tác phong giao tiếp với nhân dân, với đồng chí đồng đội và với trách nhiệm của công việc được giao, luôn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ. Luôn đi sau, đi sát với bà con nhân dân để tuyên truyền các buổi về pháp luật cũng như là tuyên truyền cho bà con về các lĩnh vực về phòng chống các tệ nạn xã hội, buôn bán, tàng trữ ma túy và vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thấm nhuần lời dạy của Bác về việc gần dân, trọng dân, hàng ngày các cán bộ chiến sĩ Công an Yên Châu đều xuống địa bàn, gặp gỡ người dân, cùng bà con lao động sản xuất, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là về các vấn đề an ninh xã hội trên địa bàn. Qua đó giúp các anh nắm chắc tình hình an ninh trật tự, có thêm nhiều thông tin hữu ích, phục vụ và thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
đi dân nhớ, ở dân thương. Có thể nói, các anh đã tạo nên luồng gió mới, góp phần mang đến những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại huyện Yên Châu, được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đảng ủy Công an huyện Yên Châu đã làm tốt công tác tham mưu đối với cấp ủy chính quyền địa phương, phá được các cái chuyên án, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là các xã vùng biên. Ngoài những vấn đề giữ vững an ninh trật tự thì phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi cũng giao cho Đảng ủy Công an giúp đỡ một số xã và các bản gắn với các mô hình sản xuất, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Có thể khẳng định từ việc nhận thức đúng và vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác, từ những việc làm cụ thể hàng ngày, các cán bộ chiến sĩ Công an Yên Châu nói riêng, cán bộ chiến sĩ Công an Sơn La nói chung đã đạt được những kết quả quan trọng, trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.